Giới thiệu với các bác là em đang ở trong khu nhà ngoài, ở trang trại ở ngoài đồi hoang dã. Thì hôm nay em sẽ lên cho anh em cái mã số 30B nhé. Mã số 30B này là một đôi. Con này là con trống, mà con bên trong là con mái. Thì con trống nó hơi bắn cườm một chút. Dòng này là dòng phấn, đây phao xám này. Đấy, phao xám, hai con cùng màu phao luôn anh em. Phao xám, đấy, con này là cái dòng mắt vàng nhé. Mắt đỏ vàng, có vàng có đỏ, thế nhưng mà nó vẫn có màu vàng đấy. Thì đôi này là nó cũng được khoảng tầm một tháng rưỡi, gần 2 tháng rồi. Đôi này là đấy, đôi này là em quay cho các bác là nó cũng cứng cáp chim, mà đây là dòng này là em bón được rất là thuần đấy, sờ soạn rất thoải mái luôn nhé anh em. Đấy, đây con đực đây, con đực đây đấy, đực giang cánh này anh em. Đấy, còn con cái đây, cái nó lành hơn, con đực bây giờ nó cũng giang cánh đấy. Thì đôi này em để cho anh em rất là hữu nghị nhá, để cho anh em cực kỳ hữu nghị là 600k nhá, 600k bao ship luôn đấy, nên là anh em rất thoải mái nhá. Nên hy vọng rằng là anh em nào mà cứ thường xuyên xem theo dõi kênh thì anh em biết là những cái cặp chim mà nó nuôi lại khoảng gần 2 tháng như này mà nó là bộ to, dòng âm thổ đấy, có trống có mái cho anh em, là để cho anh em với cái thời điểm thực sự là rất là dễ gần đấy, để cho anh em cực kỳ thoải mái luôn đấy. Dòng này là dòng thổ nha anh em nhá. Đấy, con đực này nó rất là tợn luôn này đấy. Đấy, con mái thì nó hiền hơn, con đực bắn cườm hơn một chút đấy. Đấy, clip này là em đặt tên là clip 30B nhá, 30B, tại vì tối hôm nay là tối ngày 30 mà. Đấy, số của em Thao là 0335305982. Đấy, ở đây thì buổi tối mà, đâm ra em vào cái khu nhà trang trại ở trong này. Đấy, vừa là công đấy, cái nhà này là em làm cái lưới này là mèo cáo không vào được. Đấy, nắp hẳn wifi ở đây để live stream, để bắt mạng, để đăng bài. Đấy anh em nhé. Đấy, sau đây này em sẽ lên cho anh em một cái con đực lẻ tố chất nhá. Đấy, còn anh em cứ yên tâm là những cái dòng đôi như thế này là em đã để lại là nhốt riêng. Đấy, quay cho anh em một lần nữa để anh em biết là nó cũng rất đáng để chúng ta nuôi. Dòng này dòng bộ đại nhà em, phấn hồng bộ đại, chim không có nai tạp gì đâu anh em nhé. 600k bao ship cho anh em, 0335305982 là số của em Thao, và 0375897487 là số của bà xã em Thao nhé. Đấy, thì nữa em sẽ đăng một con đực lẻ cho anh em.